với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: vụ tai nạn thảm khốc ở Long An, cháu tôi dừng đèn đỏ mà sao cũng chết. Nhận hung tin cháu trai gặp nạn khi đang trên đường mưu sinh, người thân tài xế gấp bay chạy đến bệnh viện khóc gào trong gây dại. Ngày 3 tháng 1, cơ quan điều tra công an tỉnh Long An vẫn đang tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, quê Long An, người điều khiển xe container lùa 21 xe máy ở ngã tư Bình Nhật, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào chiều ngày 2 tháng 1, khiến 4 người tử vong và 18 người bị thương. Một trong 4 nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Quốc Cường, 21 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, Long An, đối tác của tài xế GrabBuy. Anh Cường gặp nạn khi đang trên đường mưu sinh. Sau khi hoàn thành đơn hàng về Long An, trong quá trình di chuyển trở lại thành phố Hồ Chí Minh thì tai họa ập đến khiến anh Cường tử vong tại hiện trường. Nhận hung tin anh Cường gặp nạn, ngay trong đêm 2 tháng 1, chuyến xe chở người thân của anh từ huyện Tân Hưng, Long An vượt hơn 100 km đến bệnh viện đa khoa Bến Lức để làm thủ tục nhận thi thể đưa về quê lo hậu sự. Hơn 22 giờ đêm, khuôn viên bệnh viện vắng lặng, chiếc ô tô 7 chỗ chở người thân của anh Cường vào bên trong cổng bệnh viện dừng lại. Cánh cửa ô tô vừa mở, nhiều tiếng khóc ò từ bên trong vọng ra, tiếng gào mỗi lúc một lớn như xé tạc không gian tĩnh mịch của màn đêm u tối. Nhiều người trên xe bị ngắt được nhiều ra ngoài. Ngồi mệt ở bãi xe bệnh viện, hai người cô thứ 6 và thứ 7 của anh Cường vò đầu bứt tóc, tay đập mạnh vào đầu. Cường ơi Cường, sao vậy con? Cô đây mà con đâu? Cô thương con nhất mà, sao người chết đó là con? Cô thương con nhất mà, giá như cô có thể chết thay con. Người cô thứ 7 khóc gào trong ngay dại. Ngồi gần đó, cô thứ 6 của Cường gọi tên Cường đến lạc giọng. Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, phong phanh trong chiếc áo mỏng liên tục gọi tên cháu. Mới đây mà hai cô cháu còn gặp nhau, giờ sao nỡ bỏ cô đi, bỏ gia đình mình đi vậy con ơi? Người cô thứ 6 khóc ngắt và được nhiều người trấn an nên bình tĩnh để lo cho cháu được chu toàn. Cháu tôi có đi sai, đi ẩu gì đâu, nó dừng đèn đỏ mà sao cũng chết. Người cô thứ 6 đấm vào ngực mình, nước mắt chảy dài. Theo người thân, nhà Cường có 2 anh em. Cường là con lớn. Do cuộc sống khó khăn nên cả Cường và người em trai đều chỉ học hết lớp 10. Năm 18 tuổi, Cường lên thành phố Hồ Chí Minh thuê nhà trọ làm một công ty ở quận Bình Tân. Sau đó chạy thêm GrabBuy để kiếm sống. Thời gian gần đây, em trai của anh Cường cũng lên ở cùng với anh để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Ngồi gần đó, bạn gái của Cường vẫn chưa thể tin rằng anh đã mãi mãi ra đi. Thỉnh thoảng cô gái này lại chạy đến ôm hai người cô của bạn trai rồi òa khóc, nức nở. Gần 23 giờ 30 phút, người thân hoàn thành đầy đủ các giấy tờ để làm thủ tục về quê. Chiếc xe tang lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức chạy.